Thưa quý vị, sau hơn một tuần xảy ra vụ cháy sát Bệnh viện Nhi Trung ương khiến hai người tử vong vào chiều qua 26 tháng 9, cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ việc này. Chiều 26 tháng 9, Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội có quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều tối ngày 17 tháng 9 trên diện tích khoảng 900m2, đã làm hai người tử vong, cháy 20 căn nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 31 hộ dân, 99 nhân khẩu sinh sống tại ngõ 879 đường Đê La Thành, quận Ba Đình. Trong 20 căn nhà bị thiêu rụi có khu trọ giá rẻ của ông Nguyễn Thế Hiệp, hay còn gọi là Hiệp Khùng. 4 ngày sau, người dân khi dọn dẹp hiện trường đã phát hiện phần thi thể của người trong đống đổ nát. Cảnh sát sau đó đã xác định nạn nhân là anh Tạ Văn Tính, 42 tuổi, và chị Hà Thị Lành, 41 tuổi. Vợ chồng anh Tính từ Phú Thọ tới thuê trọ gần bệnh viện để chăm sóc con bị sinh non đang được chăm sóc tại đây. Kết quả giám định cho thấy nguyên nhân tử vong là do ngạt khí CO. Những phần còn lại của cơ thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, không phát hiện dấu vết của ngoại lực tác động.